đây tí. Này không mang con xanh si nào đi cho nó hoành tráng. Tiền mang nạt dòng thì mình đang đang ủ mưu đấy. Không. Đang ủ mưu hết rồi. À đây kinh cái này kiện đầu tư biển biết đàng hoàng ấy. Đấy. Bắt đầu có thương hiệu đấy. Trà Phúc Kiến, chuối như là hoa giấy. Hiệu ba cây xanh của anh Kiện, số thì ở kia rồi. Năm xịt. Tí nữa để tạm ứng anh cái. Cái này cũng được đấy. Bắt hết mấy cái dê này vào đây cho nó đầy chỗ này. Chắc củ vòi à? Du. Cây củ vòi hay cây không phải nó đâu. Cây củ vòi à? Bỏ mẹ chỗ này là thoáng. Thoáng bên này này. Bên này nhấc sông này được kìa. Đấy. Đang bảo bắt hết mẹ chỗ này những cái này vào đây. Thẩm đinh vào đây ép cái màn hình bách. Đấy. Dày lại ngon. Cắt tiêu. Bỏ bớt chỗ này đi bí quá. Mặt bên này hay phết đấy, mặt bên này vời. Phải trở lại cái to đi. Giờ cái to phải lùi xa cái chỗ này là đường đi lối lại. Nghệ nhân chẳng báo giá gì cả. Nghệ nhân báo giá ba cây đi. Cây nào? Đâu, cây nào của nghệ nhân báo giá? Ba anh em đây. Đấy. Đây là bao nhiêu? Ba tiền. Chục. Một chục. Đây. Con này cũng thế. Cũng thế. Được. Kia. Con này 7 triệu. 7 triệu. Thấy con 7 hay hơn con ấy đấy. Quên là đẹp. Cái này là mua ở cái bách bên này nữa. Đấy. Còn nó bảo ốm cái này nó ốm non luôn, nói tuyệt thế. Con này mà chất lá thì gọi là như là chất stick giang này. Rồi. Mặt này rồi, đây rồi. Đây cái này cần làm kỹ để sấn phát đến đây. Mặt này cũng ok rồi, mặt này cũng được rồi. Này sao nó phải ngửa lên cái này tí nữa. Ôi này nuôi dê này nó nuôi cổ này thì ốm non. Đấy. Và sau này con này là thành một con là con rắn lờ đang kêu. Rắn lờ. Ráng lờ lệch đấy. Ráng lang. Ráng lờ lệch. Ráng đấy ông nào cũng thích đấy. Con này thì chăn thời gian. Chăn nuôi. Đây, còn đồ chăn nuôi hay đây. Con này mà về bảo đục mà chưa đục được đằng sau ấy. Cái nào anh? Kệ nó anh. Kệ. Bắt đầu rét quá. Đây. Đó, chả muốn bán tiếc quá. Chợ tó, đi mua chả được. Đây, ông này làm được, ông này làm được. Con này con đem nó nước ấy tuyển này. Đấy, nu này, sạch nu này. Chân chiếc này. Chân mặt trước mà khá hơn, con này tầm độ 5 nữa. Chân này đều 5. Năm nữa thì là được. Trước là nó có nhưng mà cắt ạ. À. Trước nó có là cắt ngắn nó lại để lấy dây mới. Cái
Hoa giấy. Đấy, này có thương hiệu đấy. cứ treo biển đây đi ngồi đâu cũng được. Quay cả số điện thoại. Có rồi, quay ngay từ đầu rồi. Biển hai mặt luôn. Dở quá. Cây to là cũng phải đứng xa tí. To là đứng xa. 5 hay là 7 xịt cái nhỉ? 55 triệu. 55. Ôi. Mướt chưa? Quá mướt luôn. Tầng tầng lớp lớp đẹp. Giờ bắt đầu đông người, ấm lên là đông người ra, còn ít người thôi. Ui dồi. Đấy, đông người lắm các bác. Kinh ấy, kinh ấy, bao tiền ra đây anh? Đã giao xếp đấy. À, xong rồi. Vào việc rồi, đẹp quá. Khi mình mở sới đây bán rồi chứ. Đấy anh em kiếm tiền sướng quá. Làm sới ra đây bán quá, tốt quá mà. Có thêm thu nhập. Ok các bác. Đây, toàn siêu phẩm của ông Nhạn đây. Ông có cũng cây nào đấy? Đấy. Từ đâu ra? À đây, bên này là khác. Bên này là khác à? Cái CS là 8 cây. Mai có phải của ông? Mai của Tùng Thắng. À đây. Đấy. Mai. Ok Mai. À cây quân tử này bao tiền đấy ông? Quân tử 4 triệu. 4 triệu. Tưởng ông này rút tiền ông cho cháu. Cho kì. Cái này bao tiền đâu? Đâu. Đây. 6 triệu. 6 triệu. Quê đấy nhỉ? Không. Ờ. Cái ông nhà người thích đấy. Ừ. Cũng mang cái này, mấy cái này 4 cây bán rồi, chưa bán. À thế à? Năn nỉ. À cây hôm ông chụp ảnh cháu cây này đúng không? Cây nhà có. Thế à? Cây nhà bán hàng rồi. Giống cây này thế? Cây nhà luôn nha, nhưng mà tay cây nó cắt chặt hết rồi chưa. Ừ. Bán làm thêm. Nhưng cũng cỡ này đúng không? Này, cả một cái này nhiều. Cái 10 cái này là 6 phần, 4 phần. À, thế là cây kia 10 triệu. 2 triệu mà. À, còn cây này là 6 triệu. Cây nhà đẹp lắm. Cứ tính phần trăm là ra thôi. Cái nhà bán là Hải Châu là bao tiền đâu? 50 triệu. Hải Châu. Đấy, à, cái này. Đâu, cây 5 triệu. Điền đấy nhỉ. Ừ. Đẹp nhỉ. Đẹp, cái này đẹp. Cũng cá sấu nhỉ. Đẹp mà lại ông phải bảo cá sấu. Đẹp nhỉ, cá sấu nó mới đẹp. Nó đẹp mới cần giữ. Đây, còn cây này. Cây 10 triệu. 10 triệu. Móng kia thì sao? Cái nào? Cây kia. Cây 8 triệu. 8 triệu. Rồi, cây cũng nhận. Đẹp, thân thủ đẹp quá nhỉ. Thân thủ phi phạm. Đẹp, đẹp thật. Đấy. Ôm vớt cái chậu. Đấy, cây cũng nhận đây. Quay mặt sau tí các bác nhé. 8 triệu coi này này.
mang ra tiền không đi nổi. Dạ. Mang cái xanh 5 tiền nhà ra phải không đi nổi. Này, thế này. Như nó vách vách như này đúng không? Không, nó cục, bẻ tay cắt giật cơ mà. Bẻ tay cắt giật hết. Sao nhìn ảnh khó nhìn nhỉ? Nó thấp thế mà, chưa thay chậu. Đấy, được đây. Tân thủ vi phạm. Rồi, ok, kết thúc video cây kiện. Rồi, ok. Dạ, chờ cháu tí. Rồi, kết thúc khung hình ở cái to này các bác nhé. Để sang chỗ khác.